Xin chào bạn Ken. Con chào các bạn đi. Các bạn, hôm nay bạn Ken có bộ đồ chơi làm bếp nha. Wow, có rất là nhiều dụng cụ luôn nè. Bây giờ bạn Ken sẽ mở ra cho chúng ta xem nha. Đây, mở ra con này con. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở bộ đồ chơi làm bếp ra cho chúng ta xem nha. Wow, có cái gì đây ta? Đây, để lên hộp đó. Để lên hộp cho nó sạch. Wow. Rồi bạn Ken mở ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, một cái bếp. Đây, bếp nấu ăn nha. Đây, một bếp nấu ăn. Và rồi để cái chảo lên. Rồi con bấm nút thử coi. Wow. Bấm nút nó có đèn luôn nè các bạn. Hay ghê không? Trời ơi, nồi cơm sôi luôn. Wow, hay dữ rồi ta. À, còn cái này là gì ạ bạn Ken? À, một cái máy xay sinh tố nè các bạn ơi. Đây, một máy xay sinh tố, để gần nhau luôn. À, một cái đó, một cái gì nữa hả? Đâu, bấm chỗ nào đâu, bấm chỗ nào đâu. À, bấm chỗ đó, nước nó kêu quá hả? Rồi, để chung lên luôn. Rồi, để chung bên đây nha. Đây, còn cái gì nữa ta? À, một cái máy nướng nè các bạn ơi. Đây là một cái máy nướng bánh mì nha. Đây chỉ cho các bạn nè. Hai bánh mì. À, có hai cái bánh mì luôn hả? Đây, máy nướng bánh mì có hai bánh mì luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cùng nhau chơi cái bộ đồ chơi làm bếp này với bạn Ken nha. Hôm nay bạn Ken sẽ làm gì ta? Làm thợ nấu ăn hả? Con để lên đây nè, con để lên đây các bạn mới thấy lận. Rồi để lên đó các bạn mới thấy được. Rồi bây giờ ba sẽ mình xếp lại xong rồi ba sẽ là người đi mua đồ ăn nha. Ba đang mua đồ ăn kia còn bán cho ba nha. Đây. Đúng vậy. À ba hả? Rồi bây giờ cho ba hả một ly nước cam trước đi. Ly nước cam nha, nước sinh tố á, sinh tố cam á. Rồi, có bấm mạnh vô. Rồi đây rồi. Nữa hả? Rồi, đây các bạn ơi, một ly sinh tố cam rồi ba uống nha. À, ngon quá. Anh chủ Ken ơi, giờ cho cái bánh mì đi. Nướng cho cái bánh mì đi. Đói bụng rồi. Nè, con cầm cái ly cho ba đi. Rồi. Đây ba chỉ cho nướng bánh mì nha. Đây các bạn, cái máy bánh mì này các bạn đè bên đây nè, đó cho nó xuống đó, xong rồi bấm nút lên chủ Ken ơi. Bấm nút mình lên cho bánh mì nó chín. Bánh mì chín chưa? Rồi con bấm nút đi. Bấm nút đó đó. Rồi bấm mạnh lên. Wow, trời ơi, rớt cái bánh mì đó luôn rồi. Rồi cái máy này mạnh dữ à. Rồi đây các bạn ơi. Chơi lại hả? Rồi bấm nhanh. Chưa chín ha, rồi bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi đè xuống. Đè bên đây nè, con đè bên đây. Đó, rồi. Bấm nhẹ nhẹ thôi nghe, chừng rớt bánh mì đó. Rồi bấm đi. Ui, rồi rớt một cái nữa rồi. Cái bánh mì kia dơ rồi ăn không có được nha. Rớt là ăn không có được đó. À rồi, vậy cái chưa ăn cái này nghe. Rồi ăn cái này. Ngon quá ta ơi. Rồi bây giờ anh chủ Ken ơi, cho ly sinh tố dâu đi nè, máy xay sinh tố nè. Bây giờ cho ly sinh tố dâu đi. Rồi bỏ dâu vô nghe, bỏ dâu vô rồi xay nha. Rồi bỏ dâu vô rồi xay, đóng nắp lại, xay cho nó nhuyễn nha. Bỏ chút đường nữa nha em chủ Ken. Bỏ đường vô nữa nha. Rồi được rồi chú Ken, đừng có xay nhuyễn quá là ăn nó không có ngon đâu. Rồi bây giờ cho một ly sinh tố dâu nha. Mới ăn bánh mì xong rồi giờ mình sẽ uống sinh tố dâu nha các bạn. Vậy sinh tố dâu đây. Rồi đây. À các bạn ơi, sinh tố dâu bạn Ken làm ngon quá, ngọt quá. Am chú Ken ơi. Bây giờ thèm trứng ốp la quá. Bây giờ làm cho cái trứng ốp la đi. Bỏ lên chảo chiên cho cái trứng ốp la nha. Rồi
Rồi bây giờ bạn Ken sẽ làm một cái chảo chiên trứng ốp la nha các bạn. Nào lấy cái xỉa ra hả? Rồi bật bếp lên chiên cho cái trứng ốp la đi chú Ken ơi. Rồi bỏ trứng vô hả? Rồi bật lửa lên đi. Rồi đóng cái nắp lại các bạn ơi. Cái bếp ở dưới nó có đồ nướng nữa, chứa đồ luôn. Ê cái chừng nó đỏ thì chú Ken ơi. Ơi. Ủa, bắt lộn bên rồi. Cái đó là bên nồi cơm mà. Ờ à, đúng rồi. Cái chảo là bên đây đúng rồi nè, cái chảo bên đây nè. Ủa nè, cái này bả. Ủa dạ, còn cái nút này, là nút gì? À hai nút giống nhau luôn hả? Rồi chiên trứng đi cho để nó khét á, chiên trứng đi. Cái xỉa đâu? Ừ, lấy cái xỉa chiên trứng cho để nó khét á các bạn ơi. Mình ăn trứng xong rồi hồi chín rồi, chín chưa? Nấu lần nữa hả? Chưa chín hả? Hồi lửa gì yếu chứ mà nấu hồi nãy giờ chưa chín. À vậy hả? Nấu như ông già hả? Ông già đó hả? Đây các bạn, mình kêu nói nấu như cái chú nè, cái chú trong hình á, chú đầu bếp đó, chứ không phải ông già biết không? Rồi chín chưa? Rồi đem trứng lại cho tôi ăn đi chú Ken ơi. Đây để coi ngon ta. Đây một cái trứng ốp la. Wow, trứng ốp la này béo quá ta ơi. Và wow, chưa no nữa chú Ken ơi, giờ nấu cơm đi. Nấu cơm cho ăn cơm đi. Tao khoan cái này là giống nồi canh quá ta. Rồi vậy cho một chén canh nữa đi. Cho hấp một chén canh đi chú Ken ơi. Cho hấp trứng canh nha. Bỏ trứng với bỏ nước vô nấu canh hả? Thôi còn nấu canh gì kỳ vậy. Bỏ rau vô. Bỏ rau với bỏ thịt vô nấu canh. Con nấu canh bên cái nồi này nè. Cái nồi bên đây nè. Cái chảo mà. Cái chảo mình chiên cá với chiên trứng. Còn canh làm nấu bên cái nồi này nè. Đó. Thì mình giả bộ, mình tưởng tượng á, biết không? Chứ mà phải nấu canh trong cái nồi chứ mình đâu được nấu canh trong cái chảo đâu, biết không? Ờ, con nấu trong cái chảo luôn hả? Con nấu trong cái chảo đâu có ngon đâu. Không có ngon. Không có ngon. Con nấu vậy là khách hàng ta chạy hết á, biết không? Rồi, vậy chín chưa? Trời nấu gì đâu mà nãy giờ lâu dữ ạ. À, giờ nấu canh bằng chảo luôn, không chịu nấu canh bằng nồi. Các bạn ơi biết sao không các bạn, cái nồi này bạn Ken gỡ ra không có được nè. Nó chỉ để trang trí thôi à, không có gỡ ra được. Nên bạn Ken không có thích nấu, bạn Ken thích nấu cái chảo hơn. Cái chảo gỡ ra được. Rồi chín chưa? Lẹ đi trời, đói bụng quá, lẹ đi về nè. Về còn hả? Ăn no rồi về nhà nghỉ ngơi tập thể dục nữa thôi chú Ken ơi. Lẹ nha. Rồi đi gắn cái muỗng vô cho. Gắn cái gì ướp cà lên. Rồi gắn cái muỗng vô rồi. Rồi chín rồi hả? Rồi các bạn ơi, bạn Ken nấu chín rồi. Bây giờ húp canh xong về húp bằng cái chảo luôn nè. Wow, ngon quá. Rồi, chủ Ken ơi, mấy ba em chủ Ken về nha. Có tính tiền không? Nhiêu tiền? Rồi trả tiền đây. Rồi trả tiền cho Ken á. Rồi mấy ba em chủ Ken nha. Rồi mấy ba em chủ Ken, em chủ Ken chào các bạn đi. Bye bye. Rồi ôm thùng về thôi. Rồi ôm thùng chuột về. Rồi ôm thùng chuột về cho các bạn mỗi người con cho các bạn chơi nha. Ờ đổ mồ hôi luôn rồi hả? Rồi đi về thôi.